Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng đậu nha các bạn ha, cũng như là chia sẻ cho các bạn cái cách là chọn giống cũng như là cái cách chăm sóc nó như thế nào để cho các bạn có thể là tham khảo nha. Rồi hẹn mời các bạn cùng xem. Rồi thì đây là cái vườn đậu nha các bạn ha. Thì đối với những cái người bạn nào mà trồng kinh doanh thì các bạn có thể là tham khảo cái cách trồng của mình nha các bạn. Thì ở đây thì mình như mình trồng các bạn thì là mình chọn cái giống là cái giống đậu đũa của Trang Nông nha các bạn ha. Thì cái thời gian cái thu hoạch của nó là nó từ là 40 ngày cho đến 45 ngày các bạn. Và đặc biệt các bạn là nó rất là ít bệnh luôn các bạn, nó không có bị sâu nhiều luôn các bạn. Và cái hình thức trồng các bạn thì mình trồng cho nó leo vàng nha các bạn. Thì nếu mà nó leo vàng như vậy các bạn thì nó rất là mau phát triển nha mọi người ha. Cũng như thì về cái khoảng cách trồng thì ở đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo luôn ha. Thì ở đây thì mình trồng là 1,5 tấc đến 2 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Nói chung là mình cũng nhắm đại là khoảng 1,5 tấc 2 tấc là mình trồng thôi, chứ mình không có trồng xa nữa nha các bạn. Đó. Thì ở đây mình trồng cái mật độ của nó là dày luôn á, chứ không có có thưa. Nó để mình quay cho các bạn xem nè, rất là dày luôn. Và ở đây là mình cũng phải là thường xuyên các bạn là mình làm cỏ cho nó cũng như là làm rãnh cho nó các bạn, nó thoát nước các bạn để nó được tốt hơn. Chứ trồng đậu này mà các bạn mà để cho nó ngập nước nhiều á là nó sẽ rất là bị dễ, nó rất là dễ bị vàng lá các bạn. Thì trồng đậu này các bạn thì nó hay bị là sâu ăn lá các bạn, sâu ăn lá cũng như là bị vàng lá. Thì vàng lá thì nó có hai dạng các bạn, một á, là nó thiếu phân cũng như là nó bị ngập úng các bạn, cái bộ rễ của nó không có được phát triển tốt á, thành ra nó bị vàng lá. Còn cái thứ hai nữa là nó bị bọ trĩ nè, cũng như là những cái con mà hút chích đó các bạn, thì nó làm cho cái cây của mình nó không có phát triển được và nó bị vàng lá, với lại bệnh rầy nữa các bạn. Cái cây đậu này nó hay bị rầy lắm. Nó rầy thường thường ở đây thì mình sử dụng cái thằng chết rầy các bạn, mình cộng với thằng Confidor. Tại vì mình hay dùng cái sử dụng thằng Confidor các bạn, là nó là chuyên trị luôn những cái con, những cái dòng mà nó hút chích đó các bạn. Nó rất là hay. Đó là mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn có thể mua cái thuốc này các bạn dùng thử ha. Tại vì ở trên thị trường á là có rất là nhiều loại thuốc mà trị như bọ chỉ rầy nè các bạn, rất là nhiều. Ví dụ như là Aqua, cái gói thuốc Aqua mới bây giờ các bạn. Thì mình chưa có xịt thử nhưng mà mình thấy nhiều bạn xịt đó thì cũng rất là hiệu quả. Thì riêng mình ở đây thì mình chỉ xịt cái thằng Confidor thôi. Nó thì đây chia sẻ cho bạn vậy ha, Confidor cộng với thằng chết rầy. Còn đối với mà sâu ăn lá này nọ các bạn thì các bạn có thể sử dụng như là thằng Vitaco các bạn. Nó thì riêng cái loại đậu này thì mình có thể mình sử dụng những cái loại thuốc nhũ dầu cũng vẫn được nữa nha các bạn ha. Nó không có như những cái loại mà bầu bí, những cái bầu bí thì mình không có sử dụng cái thuốc nhũ dầu được. Đó. Ở đây thì cũng có là những cái đường ống nước mình tưới ngầm cho nó bên dưới nha các bạn ha. Đó. Để quay cho các bạn xem. Đây là cái mô hình trồng đậu kinh doanh nha các bạn ha. Thì đầu ra thì nó cũng rất là ổn định luôn. Ở đây thì mình không có chia sẻ cho các bạn được cái giá ha. Vì giá nó lên xuống thất thường ha. Khi nào mà mình thu hoạch đó các bạn thì mình sẽ quay cho các bạn xem cũng như là cập nhật cho các bạn cái giá. Thì gần đây thì mình cũng hay cập nhật cho các bạn về cái giá cà pháo cũng như là cái giá chanh đó các bạn. Thì các bạn nào có đăng ký thì các bạn cũng đã biết rồi. Nó cũng như đậu các bạn, khi nào mình thu hoạch thì mình sẽ cập nhật cho các bạn biết ha. Cũng như là các bạn bình luận bên dưới các bạn hỏi mình thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Nó để quay cho các bạn xem nè cái mô hình này ha. Để quay bên dưới cái góc cho các bạn xem. À, còn cái về mà cái phân bón cho cái cây đậu này các bạn, thì ở đây thì mình chỉ bón cái phân 20-15 thôi các bạn là đủ rồi. Đó. Chủ yếu là các bạn bằng sạch cỏ cũng như là làm đường rãnh nước cho nó. Vậy là chuẩn các bạn. Mà khi mà mình cái cây của mình các bạn mà nó bị vàng lá, mình chia sẻ thêm nè. Nó bị vàng lá nha các bạn ha. Mà các bạn xịt sâu rồi đó thì các bạn nên xịt dưỡng lại nha. Nếu mà các bạn không xịt dưỡng là cây của mình nó rất là chậm bò. Xịt dưỡng thì ở đây mình xịt Atonit nha các bạn ha. Xịt Atonit là được rồi. Các bạn cứ canh đúng liều các bạn, rồi các bạn xịt cho nó là nó phát triển lại ha. Còn những mà dây đậu nào mà nó chậm bò các bạn do bọ trĩ này nọ đó, thì các bạn nên sử dụng thêm cái GA3 nữa, phải khoảng nửa gói thôi, cộng với thằng Atonit luôn. GA3 với Atonit. Tại vì cái GA3 các bạn, cái thuốc mà GA3 rồi rip với các bạn, mà khi mà bạn xịt lên cái dây đậu của mình các bạn thì nó sẽ kích thích mà nó thèm ăn các bạn. Mà kết hợp khi mà mình xịt cái phân bón lá vô luôn đó thì nó sẽ hút
và nó phát triển và nó sẽ rất là nhanh bò. Đó thì đây chia sẻ cho các bạn vậy ha. Đó. Thì các bạn nên tham khảo được. Ở đây thì mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi các bạn, thì các bạn nên tìm hiểu trên những cái kênh khác, rồi sau đó rồi tìm hiểu đối với cái kênh mình các bạn, rồi các bạn rút ra cái kinh nghiệm cho riêng mình, rồi các bạn xịt sọt này nọ cho nó chuẩn nha các bạn ha. Chứ bạn đừng có nghe một kênh YouTube nói rồi mình làm theo, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vườn đậu của các bạn ha. Đó. Thì ở đây là nãy giờ mình chia sẻ theo cái cách của riêng mình thì các bạn có thể áp dụng trên những cái loại đậu khác, ví dụ như là đậu rồng nè các bạn, nó rồi đậu cu que nè, rồi đậu Hà Lan nè, nói chung là rất là nhiều loại đậu nó, tại vì nó cùng một họ các bạn. Còn cái dây đậu này là mình trồng đậu đũa nha các bạn ha, giống của Trang Nông là 40 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi, 40 đến 45 ngày các bạn là mình thu hoạch nha các bạn ha. Đó. Ở đây mình làm cái nạn tre các bạn, cũng như đi dây nè các bạn, để phóng to cho các bạn xem đó. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình, các bạn mà thấy mình chia sẻ nó hữu ích á, thì các bạn có thể là chia sẻ cái video này lên Facebook của các bạn ha, cũng như là cái Zalo các bạn, thì để cho mọi người cùng biết cũng như là tham khảo ha. Cũng như là các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh của mình nếu như là các bạn đang quan tâm nha các bạn. Đó. Ở đây mình có phủ thêm một cái lớp rơm các bạn cho nó giữ cái độ ẩm các bạn. Thì hiện tại thì cũng chuẩn bị bước vào mùa mưa rồi các bạn. Đó. Thì mình cũng hay làm rãnh lắm, làm rãnh cho nó thoát nước các bạn. Chứ cái cây đậu này mà nó không có thoát nước được là nó sẽ bị vàng lá các bạn ha. Cũng như là nó thiếu phân các bạn. Khi mà ở trong cái giai đoạn mà nó bón thúc á các bạn, thì các bạn nên bón thúc cho nó chuẩn ha. Còn về cái cách mà bón phân á, thì ở đây mình nãy giờ mình chưa chia sẻ cho các bạn nè. Thì khi mà cây mà nó mới nảy mầm các bạn, thì mình trồng á, khoảng đâu là 3-4 ngày là nó bắt đầu là nó nảy mầm rồi. Thì trong cái khoảng thời gian đó là mình có thể là mình bón phân cho nó rồi các bạn. Đối với những người bạn là không có bón lót nha, thì các bạn nên bón phân cho nó là được rồi, bón cho nó cái cỡ đầu tiên, rồi sau đó khoảng 20 ngày sau các bạn, rồi các bạn mới bón thuốc phân 20-15 nha các bạn ha. Đó. Bón cho nó phát triển, rồi sau đến cái khoảng đâu là 40 ngày á, là mình sẽ bón thuốc cho nó, là mình cứ tới đó là mình thu hoạch đó các bạn. Đó. Thì đó là cái cách mà bón phân cho cây đậu nha các bạn ha, mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo đó. Đó, để mình quay qua quay lại cho các bạn xem nãy giờ cũng có bao nhiêu đó các bạn. Chủ yếu là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình á, cho các bạn biết á, để cho các bạn có thể là mới trồng á, thì các bạn có thể biết được ha. Rồi đó, để đi tới quay cho bạn coi cái nữa là mình sẽ dừng cái video này nha các bạn ha. Để các bạn, thì bạn nào có câu hỏi thì cứ bình luận hỏi mình nha các bạn, rồi mình sẽ cố gắng mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình về làm vườn nha.